Rồi, hello tất cả anh em. Thì hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2024 nha anh em. Đó, hôm nay tiếp tục em sẽ lên clip cho anh em. Mấy ngày hôm nay thì em bận, em nghỉ nên không có lên clip á. Bạn Nghĩa vẫn lên giùm cho em. Đó thì hôm nay tiếp tục em lên. Thì trước mắt anh em đây á là than con nha. Đó, than con nha anh em. Đó thì hàng này đã đứng kèo cứng rồi. Đó, còn đút ăn là hết nha. Đó, đứng kèo cứng, còn đút ăn nha. Đó thì hàng bao trống thì hiện tại em đã hết rồi, em chỉ còn hàng hàng này là hàng hên xui anh em. Đó, nhưng mà em vẫn bán giá là 250 anh em. 250 thì hàng này cũng bằng như giá máy rồi, anh em mua về nó ra máy rồi cũng bình thường nha, cũng như coi như anh em mua máy. Thì hàng này thật sự á, nếu mà anh em nào mà cần mua kiểu mà về mà trổ hên xui máy cũng được, đó trống cũng được, thì anh em nên bắt hàng này đó, tại vì hàng này tỷ lệ máy nó cao đó. Thì hàng này em bán là 250 một con nha anh em. Đó, than có lửa có luôn nha. Đó rồi, sáng sớm thì mới cho nó ăn xong nè anh em, nên anh em nhìn thấy nó đứng à, có một số con nó đứng không có được lanh á. Thì cái này là nó ăn mới vừa, em mới vừa đút xong dưới đây nè anh em, thấy không? Đó, mới vừa đút xong á nên nó một số con nó nằm đó. Rồi thì hàng này em bán cho anh em á là 250 một con nha, 250 một con nha anh em. Đó, với lại trời buổi sáng nó cũng hơi âm u, anh em nhìn thấy không? Đó, mấy nay trời âm u, thời tiết nó khó chịu lắm anh em, mình còn chịu không nổi mà nó chi chim đó, nên thời tiết này thì rất là dễ chết chim anh em. Anh em nên anh em cẩn thận nha. Đó, anh em nào mà nuôi á mà thời tiết thấy nó thay đổi thất thường á, thì tối á, anh em tối chiều tối á, anh em trước khi anh em chùm ở lồng á, thì anh em chấm cho nó mấy cái giọt dầu ở dưới đáy lồng á, đó dược để chút cho nó giữ ấm được. Đó, đời chim nó đỡ bị trúng gió nha. Rồi thì hàng này em bán 250. Còn anh em nào mà thích mà hàng mà mổ á, đây à, hàng mổ cứng á, đó hàng mổ cứng đây. Đó, hàng mổ cứng thì hàng này nó đã lớn rồi. Đó, đây thì hàng này là 300.000 nha anh em. Đó, em thì em cũng đang cho nó tập cám luôn. Mấy cái này thì cũng là chim con nuôi lên nha. Đó, chim con lên. Đó, anh em thích hàng mẫu cứng lấy hàng này, không có thời gian chăm thì anh em lấy hàng này, thì nó nhỉnh hơn 30.000 thôi nha. Đó rồi, thì hàng này là 300.000 một con nha anh em. Đó, nó mắc hơn hàng kia 50.000. đó, nhưng mà anh em được cái thì về anh em cần đúc nó mổ luôn rồi. Đó, 300 nha. Rồi, ở bên đây khuyên em còn ít này anh em. Đó, khuyên nha. Đây, khuyên thì anh em qua anh em tự thọc thoải mái, cho anh em tự thọc thoải mái, tự test thoải mái là 50.000 một con nha. Đó, anh em mua 2 tặng 1 nha anh em. Đó, mua 2 tặng 1. Còn hàng bao trống thì vẫn vậy luôn nha, hàng bao trống thì 100.000 một con, mua 2 tặng 1 luôn nha. Đó, thì chim này thì ăn cám rồi nha. Đó, khuyên này nó dễ lắm, về ăn cám, sâu. À sorry, cám, chuối, cam, cào cào nha anh em, mấy trái cây ngọt ngọt là nó ăn được hết luôn á. Đó, rồi thì anh em xem anh em thích thì anh em cứ gọi cho em nha. Rồi, tiếp tục em lên cho anh em một con thanh tước Việt Nam. Con này chim mùa nha anh em. Đó, con này thì nuôi từ chim con nuôi lên nha. Đó, rất là vàng. Đây, thanh tước Việt Nam nha. Đó, nuôi từ chim con nuôi lên thì con này được 2 mùa hơn rồi nha anh em. Mắt móng mỏ thì đầy đủ, không tật lỗi gì hết nha. Đó, không tật lỗi. Con này thì hót là ok, hót là hót nhiều lắm nha. Con này thì hót nhiều lắm, với lại nó dạng lắm anh em. À, không. Đó, anh em nhìn thấy không? Thò tay đầu vô là bình thường nha. Đó, con này thì mắt móng mỏ đầy đủ nha, không tật lỗi nha. Đó, hót rất là nhiều, ăn cám là ăn cám cứng rồi. Thì con này nó cũng ăn giống như khuyên vậy anh em. Đó, cám rồi cào cào, con này đặc biệt thì những cái thì nó ăn được sâu với dế rồi nữa. Đó, trái cây ngọt rồi nó ăn được hết nha. Rồi, rất là đẹp.
rất là dạng nha. Đó. Rồi, ok thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha. À, ở đây để em còn mấy con trong đây nè, em quay cho anh em. Mưa luôn rồi anh em. Nãy trời âm u cây đang quay cái trời mưa luôn. Em phải đem phải dẹp vô hết trong nhà trong đây. Đó. Ở đây em có một con này. Ở đây một con thang mái con nuôi lên nha anh em. Đó. Con này thì chim con nuôi lên. Đó. Hiện tại thì ăn cám cứng rồi nha. Đó, nhưng mà cám bột nha anh em. Về thì anh em ập cám viên đồ thì anh em đổi qua cám viên nha. Đó, chim con nuôi lên nha. Đây. Con này là con mái nha anh em, đã trổ rồi nha. Đó, trổ mái rồi. Nhưng mà con này thì hót là cực kỳ nhiều luôn nha. Đó, hót giọng lớn như chim trống rồi. Đó thì để em sẽ kèm cái clip nó vô cho anh em kèm nha. Đó. Rồi thì con này em bán cho anh em á là 500.000 nha anh em. 500 nha. Đó thì em sẽ kèm cái clip vô cho anh em xem. Rồi, ok, tiếp tục em lên tiếp cho anh em một con sâu xanh nha anh em. Đây, con sâu xanh, con này thì chim mùa rồi, rất là dạng rồi. Anh em này anh em mua về anh em đi đánh rồi, đem lên đánh rồi cũng ok nha. Đó, đây, con sâu xanh nha anh em. Con này thì hót rất là nhiều rồi. Đó, nhưng mà lửa thì nó cũng, cả này nó cũng chưa có căng dữ đâu. Đó thì anh em về anh em chăm thêm, anh em đi đánh thì ok nha. Thì để lát em sẽ kèm cái clip nó hót nó vô cho anh em nha. Đó, con này thì ăn cám cứng rồi, ăn cám cứng rồi nha. Đó. Thì con này thì nó ăn cám cứng rồi nha anh em. Đó, cám của nó thì ăn chung với sao đỏ đỏ hoặc là cám chè rồi anh em giả ra cám bột rồi cho nó ăn. Đó thì con này em bán cho anh em á là 600.000 nha anh em, 600.000. Mắt móng mỏ đầy đủ nha, không tật lỗi gì hết nha anh em. Thì em sẽ lát em sẽ kèm cái clip nó hót nó vô cho anh em xem nha. Đó, em sẽ kèm cái clip hót nó vô thì anh em xem, anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Rồi tiếp tục em lên cho anh em một con hút mật 5 màu nha anh em. Đó, con này thì chim được 2 mùa rồi nha. 2 mùa rồi. Mắt móng mỏ đầy đủ nha, không tật lỗi gì hết nha anh em. Đó, ăn cám là ăn cám cứng rồi nha. Đó, ăn cám hạt cứng rồi. Đó, mắt móng mỏ thì đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Đó, con này thì dạng chim anh em. Đây. Con này thì dạng chim nha. Anh em cầm lòng đồ ok hết nha. Nè. Thấy không? Anh em cầm lòng thoải mái hết nha. Đó, dạng chim lắm. Thì con này nuôi cũng được 2 mùa rồi. Đó, mắt móng mỏ thì đầy đủ nha, không tật lỗi gì hết nha anh em. Đó, con này thì tướng tá rất là đẹp. Đây anh em. Nó đẹp cái là cái đuôi anh em, cái đuôi ăn tiền, cái đuôi đẹp. Để em quay sao mà cho anh em nhìn thấy cái đuôi là đuôi đẹp. Đó, anh em nhìn thấy cái đuôi không? Hả?
hả? Không, đuôi đẹp mà tướng cũng đẹp nữa đó. Rồi ok, thì con này em bán cho anh em á là 300.000 nha, 300.000. Thì anh em xem, anh em thích anh em gọi cho em sẽ kèm cái clip hot nó vô trong đây cho anh em coi luôn nha. Hả? Rồi lên tiếp tục cho anh em một con lửa bổi nha anh em. Ở một con lửa bổi thì con này là đuôi là 18 cộng nha anh em, đuôi 18 cộng nhưng mà nó bị mẻ lao anh em. Đó, mẻ lao thì một cộng em đo được là 18, còn con kia thì nó bị mẻ nha. Nó con này thì chim bổi nha anh em, mắt móng mỏ thì đầy đủ nha, không tật lỗi gì hết nha anh em. Đó, không tật lỗi gì hết, thì chim đang còn ăn sâu với dế nha, về thì anh em nhớ tập cám nha anh em. Đó thì con này em bán cho anh em á là 200 ngàn nha. Đó, 200 nha anh em. Đây. Đó, mát móng mỏ đầy đủ nha, nó chỉ bị lỗi cái đuôi đó thôi. Thì cái này về anh em nuôi là mùa sau rồi nó ra bình thường nha anh em. Đó. Rồi, ok. Thì anh em xem anh em thích em gọi em bán con này là 200 ngàn nha. Tiếp tục em lên cho anh em một con khuyên nha anh em, một con khuyên siêu vip. Thì con này chim này thì hai mùa nuôi lên lông mới hoàn toàn nha anh em, lông mới hoàn toàn luôn. Thì con này thì mới vừa xong lông em chưa có em đang cho nó còn ăn khám dưỡng đó, anh em chưa có lên khám lý nha. Đó thì con này em nuôi từ chim bổi lên thì cũng chưa có khai thác đem đi dọn dẹp hay đi thi gì thố gì hết, thì hôm nay thì em chia lại cho anh em, thì anh em nào cần anh em mua về anh em khai thác cũng ok. Thì cái con này anh em nó có đặc biệt một cái, bình thường nó liếu thì bình thường nha, rất là mau mỏ giọng nó cũng ok, nhưng mà khi mà nó căng hơn, hoặc là nó sung hơn, hoặc là nó có hứng thì nó sẽ ra một ít giọng chè nha anh em. Đó, một ít giọng chè đó. Rồi thì con này thì lông mới hoàn toàn nha. Đó, em đang cho ăn cám sơn nhật thành cám dưỡng nha anh em. Đó thì anh em chia lại cho anh em để về anh em đi phát triển thêm, thì anh em có thời gian thì anh em đi phát triển thêm nha. Đó rồi ok, thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em. Con này thì cực kỳ mau mỏ nha, tố chất còn luôn nha anh em. Đó rồi thì anh em cần thì anh em cứ gọi hoặc là nhắn tin Zalo cho em nha. Rồi còn cái mới ở dưới đây anh em là hàng em đang tập cám anh em, thì trong đây có thang máy nè, thang máy bổi nè, thang máy chuyền nè, đó, thang máy con đồ có hết nha. Đó thì hàng ở dưới đây thì thang máy bổi với thang máy chuyền á, hàng nhấp cám anh em, thì em bán là 250 một con nha. Đó, 250 một con. Còn thang bổi trống á, đó thang bổi trống á thì là 300. Với lại ở đây em có một con chim chuyền anh em, con chim chuyền trống nha. Rồi, con lòng số 14 rồi.
Đó, chim truyền nha anh em, mắt móng mỏ đầy đủ nha, không tật lỗi gì hết nha anh em. Đó, con này thì đặc biệt có một cái là hót rất là nhiều luôn. Đó, rồi, tướng dài đòn cao cầu rồi. Ở con này chim truyền thì anh em nuôi nó còn nở ra nữa nha. Đó, chứ không phải là nó nhỏ giống như vậy đâu nha anh em. Đó, anh em nuôi nó còn nở ra nữa. Đó, thì con chim truyền nha, thì con này em bán cho anh em á là 400 ngàn nha anh em. 400 ngàn em sẽ kèm cái clip hót nó vô cho anh em xem luôn nha. Nó hót rất là nhiều luôn. Đó. Rồi, ok. Rồi thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em. Thì chắc ngày mai hoặc ngày mốt vậy. Ngày mai hoặc ngày mốt với đó anh em, thì hàng Campuchia sẽ về than với lửa rất là nhiều. Nó thì em đã chuẩn bị đồ xong xuôi hết lòng ở đây rồi nè. Đó. Rồi thì anh em đợi em nha. Có hàng về cái em quay lên cho anh em liền. Rồi em cũng cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ em suốt thời gian qua. Xin cảm ơn anh em và xin chào.